Đây mọi người, mình đã làm xong bữa cơm đây. Có bầu xào này, vịt xào xả ớt, trứng rán, lại trứng thì mình đang rán này, với lại món cá, cá chiên đấy. Thì mọi người ăn cơm cùng. Hello sống anh em lại quay trở lại video tiếp theo của tôi. Thì anh em hôm nay tôi quay cho anh em xem mấy khung cảnh này rất là tuyệt vời luôn. Ở đây là gà rừng này. Đấy, đằng sau tôi con gà rừng anh em. Thì tôi quay cho anh em xem, xong tí tôi sẽ quay cho anh em mà một trang trại là vịt nghe nhạc. Đấy. Vịt nghe nhạc nó mới chất anh em ạ. Nghe đi gì luôn. Đấy. Đây anh em. Đây con gà rừng này. Anh em thấy không? Nhìn gà rừng. Chúng gà rừng anh em ạ. Gà rừng ở đây ta nuôi theo như ở nhà, như là thuần rồi anh em. Bên kia để tôi quay cho anh em xem. Trên này có mấy con. Rất đẹp luôn. Đấy. Đi không con nha. Đấy, đây là con gà rừng nha. Đang tiến về này. Rất đẹp luôn. Thế nhìn thấy gà rừng không? Đúng chất gà rừng đúng không? Xong tí. Tí tôi sẽ quay cho anh em xem. Đây là con này. À cái, một cái trang trại vịt nghe nhạc này. Đây ruộng khác thứ luôn. Hệ đồng quê rất là chất luôn. Giờ tôi phải đi chở lúa này nha. Let's go. Đây anh em. Đây là tôi đi gặt lúa. Quay lại khu cảnh nha. Các bác đang gặt đây. Ở đây một cái nhà có một cái ruộng rất là to luôn. Chỉ cần một cái này đã được 40 bao gạo. Để anh em ạ. Anh em thấy không? Rất to. Chỉ có thể review anh em cái ao. Nếu mà tôi đi được vào ao tôi sẽ review ao, còn không thì tôi sẽ chỉ review cái chuồng vịt thôi anh em. Ở đây là kiểu khu tổ hợp kinh tế luôn. Ao vịt trang trại các thứ đều có. Đó. Giờ đi lên chuồng vịt xem nào. Đây là chuồng vịt anh em. Vịt nghe nhạc luôn đấy. Let's go. Đây nha. Để tôi review chuồng vịt cho anh em xem. Đẳng cấp thế nào. Đây là ở trên là con vịt này. Này khu Digi điều chỉnh điều hành nghe nhạc khác thứ anh ạ. Thấy chưa? Có đây là người ta nuôi thêm mấy con gì ấy. Đây lợn nái anh em. Lợn nái. Đây là của nhà ông anh thôi. Cha bột các thứ ấy. Trang trại vịt này nó nghe nhạc không rồi. Hiện tại là không nhạc rồi sao. Đây bóng đất các thứ đèn rất là sáng luôn. Thì rất thể loạn. Đây cho anh em xem. Nó sáng đây. Đây là bóng nhảy cho nhạc này. Nhưng mà con vịt nó nhảy này anh em. Nó chất đấy nha. Đâu để sửa đi quên. Loa lấy các kiểu. Ở đây người ta vẫn ngủ ở đây được anh em ạ. Khu điều hành DJ và ngủ ở đây. Đây thì giờ tôi về nhà và nấu cơm thôi anh em.
anh em thấy không? Đấy, tôi đeo khẩu trang vì mùi vịt rất là ghê. Thì bây giờ tôi sẽ về và nấu cơm anh em ạ. Xoài xem có món gì thì tôi chế biến xem nó có ngon không anh em. Tôi về phải chế biến các món vịt viết các thứ. Đấy, đã cho về đây nào. Được anh em, giờ tôi đã về đến nhà, tôi sẽ đi bắt vịt và nấu món vịt xào xả ớt anh em ạ. Đấy, anh em cùng xem tôi bắt vịt nó như nào nhá, đẳng cấp luôn anh em. Đây, let's go. Con chó nó bên ăn mẹ rất là thịt. Ừ. Thịt. Bao nhiêu con gà người ta bỏ trước nó không biết bỏ bán không mắn. Con chó ăn gà tỏi à? Ừ. Gà tỏi to đen nhá. Ừ, ăn bưng. Con thấy mà. Hả? Chị, con còn thấy con gà mà.
tiếc con gà đến ba. Này mình nấu theo kiểu đơn giản này. Cho mắm muối mình xin cho mắm vào. Thế thì mọi người cho món đơn giản. Còn mình quê thì không có gì nhiều mọi người. Đấy. Thì tí mọi người ăn cơm của mình nhé. Tại mình phải nấu cơm chứ. Đây mọi người, mình đã làm xong bữa cơm đây. Có bầu xào này, vịt xào xả ớt, trứng rán, với lại trứng thì mình đang rán này, với lại món cá chiên đấy. Thì mọi người ăn cơm của mình nhé.